ngày 25 tháng 6, Công an tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng giết hại hai mẹ con ở khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương vào ngày 23 tháng 6 vừa qua. Công an Hải Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 23 tháng 6 tại khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Quá trình điều tra xác định, đối tượng Dương Đình Luyện, sinh năm 1985, nơi đăng ký thường trú ở khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, người thực hiện phạm tội, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu điều tra. Đối tượng Luyện có nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải. Khi bỏ trốn, Luyện mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh, quần bò màu xanh, đi xe máy hiệu SH màu trắng biển kiểm soát 34B270686. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương thông báo ai biết, phát hiện thông tin, đặc điểm đối tượng, phương tiện như trên thì báo ngay đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương. Mọi thông tin cung cấp có giá trị cho việc bắt giữ sẽ được xét thưởng. Nếu ai cố tình che giấu đối tượng, phương tiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, chiều ngày 23 tháng 6, Dương Đình Luyện đến nhà bà H ở khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh. Khi đến nhà, Luyện dùng hung khí sát hại bà H và chị A, là con gái bà H. Sau khi xảy ra sự việc, bà H được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh. Do vết thương nặng, nên ngay sau đó, bà H được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và tử vong vào chiều tối ngày 23 tháng 6. Còn chị A dù đã được mổ cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.